xin chào các mọi người. Hôm nay tụi con sẽ làm món trứng cút chiên bơ. Và nguyên liệu chính là hai thứ này, bơ và trứng cút. Con đã lột sẵn rồi, tại vì các bạn không có để dừa và điện thoại quay không có đủ. Bây giờ con sẽ bắt đầu bỏ trứng cút vào đây. Khỏi luôn đi. Con sẽ bỏ trứng cút vào. Con sẽ bắt đầu giai đoạn thường ngày lắc. Còn đếm thì ngồi ăn. Con sẽ bắt đầu lắc. Ổn không nhỉ? Lắc cho trọn đều lên nè. Thôi ăn thử đi. Ăn đi. Ừ, ngon. Rồi biết tôi cho bà ăn cái gì không? Cái gì? Hai thứ này nè. Nước mắm với đường hả? Ừ. Mọi người thấy nó ngéo chưa? Mình ăn nước mắm với đường á là đúng rồi, đúng bài luôn rồi. Dầu của tôi đâu vậy? Đưa đó 10.000 đi, chỉ cho. Ừ, đưa 10.000 liền. Đưa dầu á chứ đâu. Ngáo. Dầu rất ngon. Đắt đến gian được 20 trứng thôi nha. Sao hai dần chim bây giờ đã hết cho dầu? Ôi trời ơi. Rồi luôn. Cho lắm cái chai á. Chị? Cái chai này 10.000 á. Đi bán ra chai đi. Được quá. Ừ được á. Đi bán ra chai cũng được 20.000+. Tào lao. Nó bắt đầu bỏ vô nha. Đó đó, tôi nói nghe 1 kg này biết nhiêu không? Mọi người, 1 kg này, 1 kg chai này á là 3.000. Tôi dám nghĩ bao nhiêu chai được 1 kg? Ha, mà ngồi phá hoài. Khoảng 1.000 chai rồi. Ủa, gấp mà nó không có hết gì ta? Cái gì nổ rồi à? Làm hết hồn. Ơ trời má ơi. Dạ. Mọi người ơi, mọi người. Con bây giờ con đã nha mọi người. Nó văng như đạn, tụi con sợ quá, tụi con đứng lên luôn. Nó không có văng nhỉ, nó không có nhăn nhiều lắm, nó nổ không ạ. Nó nổ văng đạn luôn. Tôi sẽ đỡ từ từ. Cái món này ngon thì có ngon mà nguy hiểm quá. Nguy hiểm lắm. Rồi. Nhưng chỉ có điều là ôm có bông chạy rồi. Cô đớn rồi đớp ôm cái chai. Bà quý cái chai lắm lắm. Bà tưởng 1.000 ba chai. Ba chạy bóng luôn lấy tô xài, ba ôm cái chai. Má ơi. Được rồi, mẹ con sẽ dớt ra nha mọi người. Xóa đi. Làm cái ghê. Sao còn chết nhỏ mà mày bắn dữ vậy mày? 7 trứng. Trời ơi, làm xong món này chắc cái cọng dây micro của con đứt luôn quá. Hồi nãy giờ chạy quá chạy. Còn đốm gì đốm phóng. Đốm phóng thì cái ghế vào chỗ đó luôn. Làm hết hồn. Ê, quên, nãy giờ quên tiếp biết mọi người. Để tay vậy là dậu văng hơi vô á. Tấn công dĩ dĩ dầu. Ôi trời ơi. Làm hết hồn. Chị quá. Từ có nha. Cái trứng này nổi bong bóng luôn rồi kìa. Trứng này là trứng dính chùm. Mọi người nó nóng tới nổi mà ở đây có bong bóng rồi nè mọi người. Trời ơi.
mọi người có lấy trứng xì phèo rồi nữa. Trời ơi, chắc coi mày làm thấy ghê vậy má. Trời ơi, hèn gì bà chị hai bà nói làm món này nhớ mặc áo mưa. Bình thường bà ngồi bà làm ăn ngon quá đâu có biết đâu, tưởng không có văn bà nói chơi, ai ngờ không mặc. Thế đây chính là cái tội văn vô cái đùi của cá, trời ơi đau. Mọi người thấy gì đèn tiếp theo cháy bơ dưới mùa hôi cái đã hồi giờ quá. Đám mấy chả này đám chiên đúng không? Không, sợ già bơ. Sợ gì bơ? Ây da, sợ gì biết tấn công như thế này. Ủa học bơi rồi mà thiệt rồi. Ê đi học bơi. Được ảnh nó ăn đẩy nó lại đốm điên hả? Để coi xem bắt đầu cháy bơ. Trời ơi chưa cháy gì mà cái chảnh nó lên khói rồi. Cái này lấy cái gì cắt? Bắt đầu bỏ bơ vào. Xong bơ này có vẻ an toàn hơn đấy. Ủa nắp đâu đấm? Da của đấm dây chẳng phút. Bơ tan rồi thêm tỏi nha mọi người. Hồi nãy ham hố cho cục bơ bự cạch bá vô, bây giờ thì để cho nó tan. Con cho tỏi vô. Ủa thơm chưa? Chứ con thấy con thơm mẹ. Bây giờ con sẽ thêm cà. Ui da, bây giờ con sẽ cho hết sủi sa tế này. Không phải một người nguyên nguyên hũ bỏ vô nha. Con còn miếng con sẽ bỏ vô hết. Dè tương ớt. Chứ vừa vừa thôi bà nội, người ta không ăn ớt. Tôi đâu có làm cay lắm đâu, đốm ít nhất đốm đi phù mỏ rồi. Hai món đặc biệt. Đây, biết rồi. Đây, nước chấm xoài. Nước mắm. Đường. À, còn cái này không phải nha mọi người. Cái này là hạt niêm. Đỡ trói luôn. Bây giờ con sẽ cho trứng cút vào. Ui da, hồi nãy ngu bỏ vô cái này mọi người. Nè. Ừ. Bỏ vào. Ở kiểu này không ổn rồi. Gọi giá về. Gọi thần giá về mọi người nha. Trời có vụ thần giá nữa. Đúng rồi, cái thần giá đấy. Đảo lên, đảo dưới lên. Phù mỏ, phù mỏ. Hay bà, hay à, con đi bán tiệm mà đốm đi theo là không ổn mà mọi người. Nó quảng cáo xong sập tiền luôn. À, sau này à, có sập để mà hai đứa mình ôm nhau ra đi ra bóc bò bươi lông ha. Không vô bì. Xong rồi bây giờ sẽ cho rau răm vào. Con làm rất là nhẹ nhàng nha mọi người. Nhẹ nhàng quá. Ôi trời mẹ. Xong. Đó cho mẹ. Thấy cũng ngon đó. Bề ngoài thì có vẻ đẹp và ngon á. Và ăn vô thì mới quan trọng. Mùi vị ăn vô mới quan trọng á. Đang nóng gì quá anh chả ăn lên ăn luôn. Hang đơn. Được. Đúng rồi, giai đoạn quan trọng. Ăn. Hi. Ho ho ho. Mà tất cả mọi người nha.
Nóng. Ôi, ăn gấp vỏ. Tại nóng quá thôi. Nhanh lên đưa đứng cái chén. Ở dành luôn. Cắn hết luôn à. Nóng quá. Tô rồi, nhìn cho đẹp chút nha mọi người. Cô sẽ bắt đầu ăn tiếp. Một cục hồi nãy giờ chưa ăn tại vì quá nóng. Nên nhìn con à, ăn kinh khủng quá. Nên nó vẫn chờ. Để cho nó nguội. Vậy à. Cái lớp mà mình chiên dầu, cái lớp ngoài á, tụi mình chiên rồi nên nó rất là ngon. Nó dai dai. Còn cái còn nếp sớp thì nó chua chua. Hồi nãy đến rồi à, chia ra hai phần để giống ăn không, giống sợ cay phù mỏ. Không, bây giờ đến rồi à. Bỏ ý nghĩ đó. Quá ngon. Wow. Chọn cục nào nhiều nước sốt nha. Lấy. Mọi người cái này quên á, bỏ bộ phộng rang rồi nữa. Trời ơi ngon. Bá cái một chiếc món huyền thoại đây. Huyền thoại trong đây. Ừ. Cho cái tội ham ăn. Chỉ tạo ra một đôi đũa rất tiện lợi. Mọi người thông cảm nha mọi người. Ăn món nóng không bao giờ ăn ăn mặc đẹp đi nha mọi người. Thôi cô ăn thoải mái. Mọi người, quả đầu của đốm là con làm, quả đầu của con là đốm làm. Bình thường là chị Hai làm giùm. Tại vì hôm nay chị Hai làm biến quá, thì tụi con phải tự làm. Vậy mọi người thông cảm nha. Dè là đẹp với tụi con rồi. Cô đốm làm cho con một cục y hệt là đốm quýnh con một cục y hệt cô xin nha. Video đầu á, tụi con quay rất là thì mị. Và mấy video sau, tụi con càng lầy lội. Thế vậy là người ta mắc cỡ. Cho nên giờ người ta quen rồi. Lầy lội. Im cái miệng lại à, để cho tôi uống nước à nha. Ừ, nghe rồi. Bốn ngóng à. Đánh chửi cho con chiếc đũa rồi mọi người. Nó mỏng như là một cây tâm sữa lăn vậy đó. Thôi, đồ dư thì chịu. Đồ dư thì chịu thôi. Đồ dư mà. Thôi bỏ đi. Con sẽ dùng cái sữa xịn hơn, bự hơn. Để gắp được nhiều hơn. Mới lần gắp được có một cục hả? Để đưa một sao và năm sao. Một sao và năm sao, hay hay. Tôi đúng một sao sao mà bé thế. Ôi lộn lộn, cái này không phải một sao nha. Cái này nói chung là cũng không sao. Không sao rồi, không có đồ nữa rồi luôn á. Tổn thương lòng đớm. Chỉ mấy cái nước sốt. Cô bà đến bữa nay bà lầy lội ghê chưa? Đổ cái chừng coi rắc bây giờ nè. Bây giờ bà đến bà quậy kinh khủng luôn. Bây giờ đầu bà còn ngại ngùng. Vì sao? Mới vô bà mới làm á, bà như cục bột vậy. Ngon. Nè nước sốt này. Không ăn rau. Hay 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 hay. Đi tay đây nào. Mãi bên nhau rồi nha. Nó bị làm TikTok rồi.
Nóng quá. Này. Giới thiệu mọi người, đây chính là cha của Đớn nha mọi người. Vua anh chật. Vua anh chật đã bỏ đi. Đây chính là clip đầu tiên mà có cha với Đớn trong một clip á. Chứ hổm là clip làm tóc bút kỳ á. Clip đó chỉ có cha Đớn thôi, còn Đớn thì Đớn ở trong nhà. Cha của Đớn có giống Đớn không em? Nhìn cái tay là đủ biết Đớn giống ai rồi ha. Thôi nói. Thử vậy hai. Mọi người nhìn cái tay là biết à. Đủ, phân biệt đủ rồi ha. Đến giống ai rồi đó. Con sẽ gấp hai cục luôn. Con sẽ phân tích à cái gen của Đớn từ cha mẹ. Đớn đã chọn cái luồng từ mẹ. Cái màu da từ cha, đó chính là màu đen. Còn nhiêu bên hưởng, tại vì là em mà. Còn nhiêu là bên hốt thôi, nó không chừa lửa thôi. Có thấy Vin không? Đó chính là chị em đó, chứ không phải là chị em của con. Xin con út qua nhà rồi còn em gì nữa. Xin chị em có chắc đừng đâu. Ủa tao mày là chị cháu mà. Cũng nó không biết mà. Này đi. Với một cục bự luôn á. Ăn xong bây giờ nó lộn rồi. Ăn hết nổi à. Ăn hết nổi không à. Bây giờ tụi mình sẽ nghĩ ra một cái kiểu bye bye nào hờ ngầu đi. Chứ bye bye là tạm biệt các cả mọi người nha. Bye bye. Vậy là bình thường quá rồi. Bây giờ tụi con sẽ bye bye một kiểu nào thật là ngầu luôn. Cái kiểu này hả? Kiểu này là từng... Thầy gớm qua. Cái kiểu này làm rồi nha. Bye bye nha. Ôi, kiểu này giống chanh bay vô mắt quá. Kinh quá. Vô cái này vậy. Kinh quá à. Không phải cái bài nào mà gớm như thế. Mà chẳng quá luôn á.